Cũng trong ngày 16 tháng 6, Quân khu 1 tổ chức tọa đàm trao đổi nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo Quân khu 1. Là cơ quan của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 nằm trong hệ thống các cơ quan báo chí quân đội. Trong những năm qua, báo Quân khu 1 có sự phát triển khá toàn diện trên cả 3 loại hình: báo in, báo điện tử và truyền hình. Nội dung, hình thức thể hiện đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc và khán giả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng thường xuyên được quan tâm nhằm xây dựng đội ngũ phóng viên có bản lĩnh chính trị, kiến thức toàn diện và chuyên sâu, phong cách làm báo hiện đại. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà báo nhiều kinh nghiệm, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương, quân đội và tỉnh Thái Nguyên cũng trao đổi và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm hữu ích để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu tiếp thu vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo Quân khu 1, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.